Phượng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VTV phát hình vào lúc 1:30 trưa ngày Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2014. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được dành riêng cho cuộc phỏng vấn luật sư, tiến sĩ và cũng là nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt nhằm tìm hiểu nhận định của ông về cuộc sống, tâm tư người Việt hải ngoại cùng hành trình thơ và chương trình ra mắt thi phẩm Lời của Cát. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phần đầu của cuộc phỏng vấn với nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt do Thanh Trúc thực hiện. Thanh Trúc kính chào quý vị. Vị khách mời là luật sư, tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt, một khuôn mặt quen thuộc ở trong vùng. Thanh Trúc xin chào luật sư Lưu Nguyễn Đạt ạ. Lưu Nguyễn Đạt xin kính chào khán thính giả đài SBTN. Xin chào Thanh Trúc. Dạ, thưa quý vị, hẳn quý vị cũng biết, như Thanh Trúc đã thưa với quý vị và cũng như là thưa anh Lưu Nguyễn Đạt, người ta gọi anh Lưu Nguyễn Đạt là luật sư Lưu Nguyễn Đạt, rồi người ta gọi là tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt vì cái học vị của anh, và người ta còn gọi anh là nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt. Thật thế, thưa quý vị, vào ngày 23 tây tháng 11 năm 2014 này, ở tại Jewish Community Center, thì nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt sẽ ra mắt tập thơ Lời của Cát, nguyên tác bằng tiếng Pháp là Parole de Sable. Và mong rằng là cái ngày đó sẽ có sự tham dự của quý vị. Có lẽ là anh Lưu Nguyễn Đạt cũng thấy là mình gần 40 năm tha phương. Dạ, 40 năm một cái dấu mốc rất là quan trọng thưa quý vị. Và bây giờ thì người ta không còn gọi mình là người tị nạn nữa, mà chúng ta là những công dân Mỹ gốc Việt, đặc biệt là ở cái gọi là cái khu vực, cái vùng gọi là vùng chính trị của Hoa Kỳ này là Washington DC, vừa qua một cái kỳ bầu cử giữa kỳ nữa. Thì thưa luật sư Lưu Nguyễn Đạt, trong cái tư cách là một nhà luật học, một nhà biên khảo về những cái vấn đề về chính trị, về văn hóa, cái người Mỹ gốc Việt hiện bây giờ, trong cái tư cách gọi là mình vẫn giữ cái căn cước của cái người tị nạn, của cái người công dân Mỹ gốc Việt của mình là như thế nào ạ? Thưa Thanh Trúc, việc đầu tiên là chúng ta phải ý thức là chúng ta là những người Mỹ gốc Việt, nghĩa là chúng ta có một cái thế song thế, chúng ta có hai cái hướng đi rõ rệt. Thứ nhất là chúng ta phải hội nhập với đời sống hiện tại của chúng ta ở cái nơi mà chúng ta đã chọn để mà sinh sống với con cái. Việc đầu tiên là chúng ta phải làm những công việc, những các bổn phận của một công dân Hoa Kỳ. Đó là những việc mà kể từ ngày hôm nay cho tương lai. Dạ vâng, đó là những việc kể từ ngày hôm nay cho tương lai. Vậy thì những vấn đề mà kể từ ngày hôm nay cho tương lai mà mình phải đối diện. Vâng, thế nhưng mà chúng ta vẫn có cái gốc Việt, nghĩa là chúng ta vẫn phải duy trì một phần nào cái văn hóa, cái tư tưởng của chúng ta, cái tư tưởng của người Việt. Nhưng mà cái người Việt tự do, cái người Việt mà đã bỏ hết cả những cuộc sống của mình trong quá khứ tại đất nước của chúng ta để mà tìm ra một lẽ sống mới. Vì thế nên một mặt chúng ta duy trì văn hóa, nhưng mà chúng ta phải có bổn phận làm đẹp hơn cái văn hóa của chúng ta. Dạ vâng, chúng ta có bổn phận làm đẹp hơn cái văn hóa của chúng ta. Đó là nói về vấn đề gọi là văn chương nghệ thuật và cái nguồn gốc nữa thưa quý vị. Nhưng mà tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt đó, ông chủ trương cái trang Việt Thức, ở trong đó có những cái bài biên khảo của ông về chính trị chẳng hạn. Thưa, những cái điểm chính nào mà ông muốn nhắm tới? Ông nói rằng là mình vẫn phải duy trì cái hồn Việt của mình. Thưa, duy trì đến được bao nhiêu lần ha? Bây giờ đã 40 năm, 50%, 60%, 70%, có nhiều người vẫn 100% là người Việt, và chừng như là cái dòng sống ở đây của mainstream không ảnh hưởng gì đến họ nữa cơ. Vậy thì thưa tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt, đó có phải là một vấn đề hay không? Cái vấn đề là chúng ta nên để dành cho từng cá nhân cái trách nhiệm cũng như là cái tự do để mà người ta chọn lựa. Tôi nghĩ là cái vấn đề, ngoài cái vấn đề số lượng thì cái vấn đề phẩm cũng rất quan trọng. Nghĩa là chúng ta cần chọn lựa cá nhân, từng cá nhân mà chúng ta chọn lựa. Nhưng mà điều tốt hơn đấy là chúng ta phải nhằm đến một cái mục đích chung. Vì mục đích đó là phải tiến bộ hơn cái căn bản của chúng ta mà chúng ta đã mất mát. Chúng ta không thể nào chỉ có sống với quá khứ, nhưng mà chúng ta phải dùng quá khứ, những kinh nghiệm đau thương, mà từ những kinh nghiệm đau thương đó chúng ta tiến lên.
Và chúng ta không những tiến lên cho chúng ta, cho con cái chúng ta, mà chúng ta tiến lên cho cùng với những dân tộc của chúng ta còn sót lại ở đất nước. Họ cũng có quyền sống, họ có quyền hy vọng như chúng ta. Họ cũng có quyền làm những cái gì mà chúng ta đã làm. Chúng ta phải là những bàn tay hy vọng. Chúng ta phải là cửa ngõ để chúng ta mời mọc họ tiến lên như chúng ta. Tại vậy thì cái người hải ngoại, người Việt hải ngoại không những có trách nhiệm với chính mình mà thôi, mà còn trách nhiệm cái trách nhiệm với lại dân tộc của chúng ta còn lại ở Việt Nam. Thì cái đó chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ mở rộng, cũng sẽ trở thành một xã hội dân chủ tự do. Thì lúc đó chúng ta mới hết trách nhiệm. Còn ngày nào đó Việt Nam vẫn là một xã hội đảng trị, cộng sản, xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta hãy còn có trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta ở Việt Nam. Dạ vâng, ông nói là ngày nào Việt Nam còn như thế, còn trong một cái gọi là sự toàn trị của một đảng duy nhất và nhân quyền thiếu vắng, tự do ngôn luận không có, thì ngày đó người Việt ở đây vẫn có cái trách nhiệm, phải không ạ? Thưa, nhưng mà như thế này, cái vấn đề Thánh Trúc muốn nói đó là 40 năm, nhiều người bảo là đừng sống bám vào quá khứ nữa, mà hãy hướng đến tương lai và hãy phải mở lòng mình ra và hãy theo cái xu hướng của bây giờ, là bằng một cách nào đó mình thay đổi cái quan điểm điểm về, gọi là như tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt nói là đấu tranh cho một cái đất nước Việt Nam dân chủ tự do ở bên nhà. Thì ông nghĩ rằng cái sự thay đổi nó phải đến cái mức độ nào? Thưa, cái thay đổi này là một thay đổi mà cần song song. Trong suy nghĩ, trong hành động luôn phải không? Vâng, trong suy nghĩ và trong hành động. Nghĩa là ở ngoài thì chúng ta có thể trợ lực, chúng ta có thể hướng dẫn một phần nào, chúng ta là một cái mẫu mực phần nào, là một cái, những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là người dân trong nước. Họ có muốn tiến bộ lên, có muốn phá tất cả các cái sự gùm, sự gọi là tù đầy của họ ngay hôm nay không? Đó là cái quyết định của họ, cái trách nhiệm của họ. Chúng ta không thể nào thay thế họ được. Nhưng mà chúng ta có thể ảnh hưởng phần nào, chúng ta có thể giúp họ ở cái địa hạt quốc tế, mà chúng ta có thể là vươn tay về để mà chúng ta cùng hướng đến một cuộc hành trình chung. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là người dân trong nước, vẫn là người dân, từng người dân một, và nhất là cũng là cả cái chính thể, cả cái tổ chức chính trị của trong nước. Nếu họ ý thức được quyền lợi của đất nước, quyền lợi của dân, mà họ tự ý họ thay đổi được, họ tự ý họ phá thể được, thì lúc đó mới có cái sự thanh bình và hạnh phúc cho dân tộc. Còn nếu không thì họ chỉ duy trì mãi một cái thế kẹt chung cho họ và cho dân. Vâng, Thánh Trúc cảm ơn chiến sĩ Lương Nguyễn Đạt. Và như thưa quý vị như thế này, vừa rồi Thánh Trúc được có một cái dịp may để nói chuyện với một blogger ở trong nước, mà ở đây thì cho phép Thánh Trúc được không nêu danh tánh của blogger này, một người khá nổi tiếng. Thì đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi, nhưng mà cái người blogger này có nói với Thánh Trúc một điều là thi thoảng khi mà anh biết rằng là với cái phương tiện của Internet, với phương tiện của Facebook, của Twitter, những người Việt ở trong nước có thể gọi là liên lạc, tiếp xúc và nói chuyện với những người ở ngoài này một cách rất là có thể nói là cái chuyện gì xảy ra trong nước 5-10 phút sau ở ngoài này biết rồi. Nhưng hình như không phải là chỉ cái không gian cái không gian địa lý là nó xa cách nhau bằng cả một cái đại dương, mà trong cái tâm cảm của người ta vẫn có một cái gì đó xa xôi, xa cách ở giữa người, những người tranh đấu trong nước và những người mà hằng quan tâm đến những cái vấn đề thời sự trong nước, nó xa lắm. Thưa, với cái trang Việt Thức, với những cái bài biên khảo của ông, tiến sĩ Lương Đạt, ông nghĩ rằng là làm cách nào để mình đưa mình tự đưa mình thôi, chứ mình vì núi không đến được với mình thì mình phải đến với núi, làm cách nào để mình tự đưa mình về gần với những người ở trong nước hơn nữa, đó cũng là một vấn đề của chúng ta đó, thưa tiến sĩ. Cái vấn đề là cái căn bản căn cước của người Việt hải ngoại, chúng ta phải biết rõ chúng ta là ai. Chúng ta là những người mà đã hy sinh, đã có những cái thử thách, mà chúng ta đã tới một cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển được,
về tư tưởng cũng như là về hành động. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải cũng phần nào cởi mở một chút nữa, là ý thức được cái sự khó khăn của những người dân trong nước và đi từng đợt một để họ có thể tiến với chúng ta. Chúng ta không thể nào ý thức được, chúng ta không thể nào mà đòi hỏi họ một cách quá nhanh, quá chóng. Chúng ta là một sự, phải làm sao mà để chính người dân trong nước họ ý thức được cái quyền lợi và cái trách nhiệm của họ. Phải chăng mình cũng cần phải chứng tỏ là mình có thể đồng hành được với họ? Vâng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là con nói chuyện với luật sư tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt, người chủ trương trang Việt Thức và cũng là một nhà thơ. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở Sông Bài Live. Always live, always on. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60. Này xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go. Có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày. Điện thoại số 703-534-4525. Quý khách từ phương xa ghé thăm DC, quý khách yêu thích món ăn hải sản, xin mời đến nhà hàng đồ biển trong khu Georgetown Pier 2934. Đặc biệt, nhà hàng có bàn lộ thiên để quý khách vừa nhìn ngắm sự nhộn nhịp của Georgetown, vừa thưởng thức các món ăn tuyệt hảo. Đặc biệt, vào mỗi thứ ba, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, All You Can Eat Snow Crab Legs mà chỉ có 30 Mỹ Kim. Nhà hàng tọa lạc tại 2934 M Street Northwest, Washington DC 20007, điện thoại số 202-337-4536. Chủ nhân kính mời. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phần cuối của cuộc phỏng vấn nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt do Thanh Trúc thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thanh Trúc xin một lần nữa xin chào anh Lưu Nguyễn Đạt. Một lần nữa chúng tôi xin chào khán thính giả. Xin chào Thanh Trúc. Dạ vâng, trong chương trình trước thì Thanh Trúc cũng đã nói sơ qua về cái buổi ra mắt sách ngày 23 Tây tháng 11 năm 2014 này ở Jewish Community Center, là cái thi phẩm Lời của Cát, Parole de Sable, bởi vì ông viết những bài thơ bằng tiếng Pháp và ông cũng từ đó ông dịch ra thơ bằng tiếng Việt. Wow, đây là một người vừa làm việc thơ bằng tiếng Pháp mà làm thơ bằng tiếng Việt nữa. Khi mà nói đến tiếng Pháp mà như luật sư Lưu Nguyễn Đạt thì Thanh Trúc được biết á, ông xuất xứ từ trường Lycée Giác Sang, Grand Lycée ở Đà Lạt, thưa quý vị, là nơi mà cũng đào tạo rất là nhiều nhân tài
cho Việt Nam trước năm 1975 và mãi đến bây giờ thì những người đó vẫn hoạt động. Người ta gọi những người như anh Lưu Nguyên Đạt là có vẻ như là Thanh Trúc nói là francophone đó. Thưa như vậy có đúng không ạ? Thưa anh Lưu Nguyên Đạt. Thanh Trúc đúng một nửa thôi. Thật ra thì tôi không có dịch thơ. Khi tôi làm thơ tiếng Việt, nó là thơ tiếng Việt. Còn thơ tiếng Pháp, nó là thơ tiếng Pháp. Nó có một cái song song đó, nó có thể là so sánh, nó là những cái song sinh nhưng mà không giống nhau. Vì thế nên lời của Cát là thơ và Parole de Sáp là cũng là thơ. Tuy là chúng tôi viết bằng hai ngôn ngữ nhưng mà tất cả đó là những tập thơ riêng rẽ nhưng mà có một cái nguồn cảm hứng chung nào đó. Dạ, tại vì đó, khi mà Thanh Trúc đọc cái tập thơ này, thưa quý vị, khi mà nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt trao cho Thanh Trúc cái tập thơ này của ông là Parole de Sáp, lời của Cát đó, thì ở đây Thanh Trúc lại phải một lần nữa được một cái cơ may, quý vị. Thanh Trúc nhảy được từ cái những bài thơ tiếng Pháp của ông qua những cái bài thơ tiếng Việt, và đúng như ông nói, Thanh Trúc có thể sai khi mà Thanh Trúc nói ông dịch, thực sự ra ông không dịch, nhưng nó có một cái điều đó, nó làm cho người ta dễ liên tưởng hai ngôn ngữ với nhau. Thí dụ như Au fil de ton amour, cái bài thơ đó bằng tiếng Pháp, thì nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt lại bên cạnh đó lại có một cái bài thơ bằng tiếng Việt là Tình em sợi chỉ, hoặc là thí dụ như Fleuve rouge. Fleuve là dòng sông, rouge là màu đỏ. Và ông bên cạnh đó ông có ngay cái bài thơ Sông Hồng. Bàn bạc trong cái tập thơ này đó, lời của các Parole de Sáp đó là hình như là tình yêu. Mà Thanh Trúc có cảm tưởng như là không chỉ tình yêu đôi lứa không, mà hình như là tình yêu quê hương nó lồng trong đó, và tình yêu thiên nhiên. Và hình như là cái gọi là cái nhân sinh quan, cái quan niệm sống của ông về tình yêu và về cuộc đời nó cũng lồng ở trong đó. Nó trầm lắng hơn, nó không phải là những cái tình yêu sôi nổi mà nó trầm lắng. Thưa nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, nếu mà Thanh Trúc nói như thế thì có đúng hay không? Thanh Trúc nói lần này 100% đúng, đúng hết lắm. Ở trong thơ của tôi có ba chữ rất là quan trọng là yêu, tình, nước và đó, tất cả những cái chữ đó và chữ em nữa. Em, tình và nước. Thì em đó thì có thể nói đây là cái tiêu biểu cho những mối tình ân ái giữa con người với con người. Yeah. Nhưng mà em đây cũng có thể là những thế hệ sau, cũng có thể là nhân loại mà tiếp nối. Em đây là một cái từ rất là yêu mến. Vì thế nên chúng tôi, cái tình của chúng tôi ở trong thơ lời của Cát hay Parole de Sáp này, thì nói đến cái tình người nhiều hơn nữa. Và khi vượt qua tình người, đương nhiên chúng ta có cái gốc của họ, nghĩa là tình đất nước. Thì tất cả những cái đó, chúng ta, con người là ở cái trục giữa nhân sinh quan, giữa thiên địa, nhân thiên địa. Nghĩa là chúng ta là ở giữa, chúng ta đi từ ở cái thế của sự thực tế, là đạp chân trên đất. Nhưng mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải biết hướng thượng. Và nhờ thơ là cái nguồn hướng thượng đó, chúng ta đã mang lên tất cả những cái sự đưa từ thực tế, và chúng ta sẽ bổ túc bằng những hướng đi. Những hướng đi đó là hy vọng, là tình yêu, là khí phách của con người còn muốn làm con người. Dạ vâng. Thưa nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, người ta bảo là thơ đó, những cái ngôn từ trong thơ đó là thăng hoa của văn chương mà viết ra, gọi là văn vần, văn xuôi mà nó được thăng hoa lên thành ra văn vần, đó là thơ. Thì Thanh Trúc được biết là ông Parole de Sáp, lời của Cát không phải là tác phẩm duy nhất hay là thi phẩm duy nhất của ông, mà trước đó ông đã có Vùng Cao Nước Ẩn, Hồn Nước, Ca Tụng Niệm, rồi Nắng, Nàng Đêm, rồi Thơ Xanh, Ân Tình, vân vân. Thì phải chăng đi qua tất cả những cái thi phẩm đó thì bây giờ đó, lời của Cát đó, ở cái tuổi này và ngay cái giai đoạn này, lời của Cát có phải là nó một sự thăng hoa của tất cả những cái thi phẩm trước đó chăng? Và lời của Cát là một sự chọn lựa của rất nhiều bài thơ mà chúng tôi đã đăng. Nó là tiêu biểu, nó tượng trưng cho 8 tác phẩm của chúng tôi. Nhưng mà sang năm 2015, chúng tôi sẽ đăng luôn một tập thơ gọi là thơ Lưu Nguyễn Đạt 50 năm thơ.
thì có 8 thi tập tất cả. Mà riêng cái lời của Cát và Paragon de Sáp thì chúng tôi chọn lựa một số thơ mà tiêu biểu nhất trong thơ Liễu Nguyễn Đạt. Quý vị đọc cái lời của Cát và Paragon de Sáp, có lẽ quý vị đã ít một phần nào thấy cái hồn thơ và cái tấm lòng của Liễu Nguyễn Đạt. Cái mà làm cho Thanh Trúc ngạc nhiên là như thế này, thưa là nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt. Trong những cái bài thơ bằng tiếng Pháp đó, đương nhiên là dĩ nhiên là cái nuance, cái vần điệu, dạ, vần điệu không thể so sánh được với thơ Việt Nam là cái tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng mà khi mà ông làm bên cạnh đó một bài thơ Việt Nam thì nó lại âm hưởng thơ Lục Bát, lạ lắm, nó không phải là thơ mới. Thanh Trúc không có cảm thấy như là thơ mới mà nó như là thơ Lục Bát, nó đi hay lắm. Đôi khi Thanh Trúc đọc thơ của anh đó mà bằng tiếng Việt đó, Thanh Trúc lại có cảm tưởng như thế này, chỉ một tối thôi nha, mà khi Thanh Trúc đọc Thanh Trúc cảm tưởng như là từ cái thơ bằng tiếng Pháp nó như vậy mà sang ngôn ngữ bằng tiếng Việt, ông làm thơ Lục Bát như là một người phụ nữ đang kẹo kẹt gánh một cái gánh đi, và thông thả thơ Lục Bát luôn luôn nó cho Thanh Trúc cái cảm giác đó, một người gánh đi, và cái người mà gánh một cái gánh hàng đi trong một cái buổi chiều đông của Hà Nội, hay là trong một cái buổi nắng sớm ở Sài Gòn, nó cũng có cái thơ Lục Bát ở trong đó quý vị, mà bây giờ Thanh Trúc lại tìm thấy ở trong thơ của anh. Hai cái nó khác hẳn nhau, bên tiếng Pháp, bên tiếng Việt lại thơ Lục Bát, lạ vậy. Như vậy là lòng ông trang hòa thơ Lục Bát. Thưa, chúng tôi đã từng nói là cái thế của người Việt hải ngoại, người sinh sống tại Mỹ hoặc là Pháp, là chúng ta vẫn giữ được cái tâm hồn của người Việt, chúng ta vẫn giữ được cái gốc, cái truyền thống cũng như là cái sinh khí tư tưởng của người Việt. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại có thể cởi mở, chúng ta đã hội nhập được phần nào cái văn hóa của Pháp, Mỹ. Vì thế nên khi mà chúng tôi viết thơ, làm thơ tiếng Việt thì chúng tôi theo đúng tất cả những cái truyền thống. Cái chai nó là chai Việt Nam, nhưng mà rượu đó có thể là rượu của Liễu Nguyễn Đạt. Nhưng mà đến vấn đề khi mà chúng tôi viết bằng tiếng Pháp thì cái rượu đó tôi có thể đổ ngay vào một ly để uống ngay, một cách tự do hơn, một cách sung sướng hơn. Thì cái đó là tùy cái thế, cũng lại là một cái lời ca tụng, cũng là một tấm, một lời hy vọng. Nhưng mà khi chúng tôi rót vào cái bình rượu Việt Nam thì nó sẽ trở thành ba si đế chẳng hạn. Nhưng mà khi tôi rót vào cái bình của Pháp thì nó trở thành gây mi mặc tay. Đại khái, nhưng mà cái chất say nó cũng tương tự. Dạ vâng. Tôi có làm một cái bài thơ là có rượu có ta có chất say, ta say rượu ngất vậy cùng say. Thưa quý vị, Thanh Trúc xin phép được kết thúc buổi nói chuyện lý thú này với luật sư, tiến sĩ và nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt ở đây. Và mong rằng xin được nhắc lại ngày 23 tháng 11 năm 2014 này tại Jewish Community Center sẽ là buổi ra mắt sách Lời của Cát, thi phẩm Lời của Cát của nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt một lần nữa. Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn luật sư Lưu Nguyễn Đạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả. Xin cảm ơn Thanh Trúc. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Khóa tĩnh tâm canh tân đặc sủng Thánh Linh kỳ 2 được tổ chức 3 ngày kể từ ngày 27, 28 và 29 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Lạc Việt 742 ở Linton Road, Jacksonville, Florida. Đề tài đến mà xem dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Đinh Thanh Sơn đến từ Canada, Linh Mục Quản nhiệm Nguyễn Ngọc Lâm giúp cho mọi người cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Để ban tổ chức biết lo ẩm thực miễn phí, xin ghi danh với Lê Lan 904-434-5245 hoặc Lê Giáp 904-860-8475. Với mục đích giúp cho các học sinh nghèo tại quê nhà có phương tiện học hành,
Xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến ủng hộ buổi văn nghệ dạ tiệc dạ vũ gây quỹ do Việt Nam Dream for Success phối hợp cùng với nhóm thân hữu thiện nguyện tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 23 tháng 11 2014 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương. Vé có bán tại Thẩm mỹ viện Ngọc Minh 703-237-3999. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001 hay Sơn Trần 703-850-1723. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân. Bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.